Xin chào quý vị và các bạn. Nhân dịp cả nước hướng về ngày sinh nhật của Bác Hồ 19 tháng 5 năm 2022. Bác là sẽ sinh vào 1890, vị chi là sẽ là khoảng 122 năm. À, 132 năm. Tôi đang tính sơ sơ, đây đang tính nhẩm có 132 thì phải, chính xác là 132 năm ngày thành ngày ngày sinh nhật Bác Hồ. À, toàn thể Việt Nam đang hướng tới và cũng chúc mừng sinh nhật tất cả các anh em đang xem kênh. Những anh em nào sinh vào tháng 5 này, một lời chúc may mắn. Vì sinh vào tháng 5 cùng với sinh nhật bác cũng đã may mắn rồi và cũng sẽ may mắn hơn, nhiều thành công, nhiều sức khỏe hơn nữa. Nếu anh em nào mà sức khỏe mà tay nhỏ yếu một chút mà bóp kìm kém thì hãy dùng bi cắt 38191, là loại cách điện 1000V. Và may mắn hơn nữa, ở video này dành cho tất cả các anh em đang xem video và ưu tiên nhất anh em sinh vào tháng 5. Gồm có những cái gì? Một, tôi muốn giới thiệu với quý vị, ở video này sẽ là một cái combo kìm được khuyến mại rất là nhiều. Đây là phiên bản Pro của WIHA và là cán thường. Một combo này sẽ được khuyến mại và sẽ bán theo một combo. Đầu tiên đó chính là một chiếc kìm 26710. Đây là phiên bản kìm đa năng, chiều dài 200 mm và bảo hành 30.000 lần cắt. Đây là phiên bản Pro. Và giá là nó là 460.000, còn 360.000 giảm hẳn 100.000. Một chiếc kìm nữa là 343339. Đây là phiên bản kìm cắt công nghiệp, chiều dài 180, 460.000, giảm tiếp còn 360.000. À xin lỗi, là giảm tiếp luôn còn 330 ngàn. Và một chiếc kìm nữa là kìm mỏ nhọn 160, phiên bản Pro là 340 ngàn đồng và còn 270 ngàn. Khi anh em mua combo này thì tổng lại sẽ là bao nhiêu? Sau khi được khuyến mại sẽ là 330, 360 là 690, 800, 890 và 1.060.000 đồng đấy. Sau khi khuyến mại anh em sẽ được khuyến mại là như vậy, có đúng nhỉ? Đúng rồi. À xin lỗi, là 368, 900, 960.000, 7613, 960.000 đồng một combo này là sau khi được khuyến mại. Vào video này, nếu đây là như anh em nào đã được khuyến mại rồi, là siêu khuyến mại rồi, anh em nào đang sinh nhật vào tháng 5 sẽ giảm thêm 100 ngàn nữa, miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn. Combo này anh em mua phải mua combo, không bán lẻ, vì video này khuyến mại là dành cho combo. Do vậy là 960 ngàn đồng là phiên bản combo một bộ như này, miễn phí vận chuyển cho tất cả các anh em khi thanh toán trước hoặc đặt cọc. Ngoài ra nữa, anh em nào đang sinh nhật tháng 5 hãy chụp lại cho sale, thông báo cho sale là anh sinh nhật tháng 5 được giảm tiếp 100 ngàn nữa. Là một bộ kìm combo này giá siêu rẻ rồi. Một mẫu nữa đó chính là một chiếc kìm chết Benjamini 29486. Và ở video này cũng được khuyến mại, bán kèm với combo. Cái video này, sản phẩm này là 800 ngàn và được khuyến mại còn 600 ngàn. Anh em mua combo rồi cùng với sinh nhật nữa thì sẽ được giảm tiếp một cái này còn 500 ngàn. Đây, một combo như này 960 cộng với 500 là 1.460.000 đồng dành cho anh em nào sinh nhật vào tháng 5. Còn anh em nào không sinh nhật tháng 5 sẽ là 600, là 1.560.000 đồng. Và tất nhiên rằng sinh nhật hay không sinh nhật tháng 5 cũng được miễn phí ship khi mà anh em thanh toán. Siêu rẻ, giá siêu tốt rồi. Một mẫu nữa mà muốn giới thiệu cho anh em đó chính là một phiên bản của PB Street Tool. Đó chính là PB8218GI-01. Với cái mẫu này thì là made in Switzerland, đa năng hơn cái mẫu ngày xưa. Phiên bản này lại được bọc bằng bao vải. Bao vải này trước đó chỉ dành cho anh em mạ vàng, bộ mạ vàng. Còn ở phiên bản này thì đã có bao vải rồi, gồm có PH1, PH2, một cái chấm dấu và bốn cái đầu hai cạnh cỡ 2, 3, 4, 5. Cỡ 5 như thế này là rộng là 6.5, cái này là 5.5, 3.5 và 2.5.
kèm theo một cái cán Ego, tay cầm Ego. Đây này, anh em về chỉ cần cắm vào như này xong. Phần này là tạo nhám để cầm. Đây, vặn. Vặn xong thì lại thay vào. Thay vào cái khác. Nó có một cái chốt sập ở đây. Đó, khi anh em sập vào thì sẽ không bao giờ rơi ra nữa. Và mẫu này còn thêm đó chính là một cái bút thử điện PB175-0-50 là có phần gài như này. Nó nằm ở đây. Đó. Mẫu này là 2.190.000 đồng. Và ở video này sẽ khuyến mại cho quý vị còn 1.599.000. Và với anh em nào sinh nhật tháng 5 thì hãy báo cho sale và được giảm thêm 100.000 nữa là 1.499.000. Một mẫu PB Swiss Tool made in Switzerland, duy nhất chỉ có ở công cụ TV. Giữa video này xin phép là nếu quý vị nào chưa xem video ở lần trước để có khả năng và may mắn nhận được kìm, chiếc kìm miễn phí thì hãy quay trở lại video ngày hôm qua để dự đoán tỷ số giữa Việt Nam và Malaysia. Có cơ hội được nhận được một trong ba chiếc kìm vào video ngày hôm qua và đạt được những chiếc Tonovit made in Germany của Huy Hoa. Ở video này, ưu tiên nhất là anh em sinh vào tháng 5, sinh nhật vào tháng 5. Một bộ này đã khuyến mại 1.599.000 còn 2.190.000 còn 1.599.000 với anh em nào sinh nhật tháng 5, giảm thêm 100.000 nữa. Còn ở combo này là 960.000 đồng. Ở video này, nếu anh em nào sinh nhật giảm thêm 100.000 nữa là 860.000 đồng. Siêu tốt rồi. Một chiếc kìm Guiha này nếu mua combo rồi thì là 600.000 đồng. Anh em sinh nhật thì giảm thêm 100.000 nữa và miễn phí 100% toàn quốc. Chúc anh em tháng 5 một lần nữa mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc mọi người nếu đang xem kênh sẽ được mua ủng hộ các cái sản phẩm này với cái giá rất khuyến mại rồi. Cảm ơn quý vị và đặt hàng hãy liên hệ với sale. Xin chào và hẹn gặp lại.